chú, bà ngoại ngồi bên mua bển đó chú. Dạ, để thăm anh Hùng về cái... Anh Hùng nghe nói anh Hùng bán cua hả? Dạ. Em bán cua được cũng thời gian rồi, em cũng nghỉ. Vợ chồng em thì nói chung có tiền có chút đỉnh. À, thưa cô bác quý anh chị, tiếp tục thuyền hành trình trên cái những cái chiếc thuyền London là cô chú Việt Kiều Campuchia hồi hương trở về tại Sài Gòn này. Thì hôm nay thì Bùi Hồ xuống đây thăm các cô chú anh chị được sự hỗ trợ của chú Kevin Trần để mà mua các phần sữa cũng như là các phần quà ở đây. Có một điều khá là bất cập khi mà xuống đây á, thì mình không biết bao nhiêu hộ và mua như thế nào. Lúc trước thì Bùi Hồ chỉ gặp hai hộ, hai hoàn cảnh thôi, nên mua một số sữa cho các bé cũng như là mì với lại nước tương, nước mắm, dầu ăn. Thì cô ơi, con mong là cái các phần này á, dạ, thì cô sẽ đường đi rất là khó khăn, dạ, thì cô có thể cô lát nữa nói, con nói với cô chú lát nữa qua bên cô để mà nhận về nha. Dạ. Lần sau thì có thể là con sẽ đến thăm gia đình mình, dạ, cũng như là các cô chú ở đây, thì con sẽ có gì cô gọi cô chú để, dạ, mình nhận rồi quà ở luôn đây. Bằng đầu con cây cầu đây nè chú, mấy cô mấy chú đó xuống là xuống bên đây không à, là đi đi cũng không được đâu, tới chừng mà ấy thì mấy người đó người ta đi qua người ta lấy cho mà. Dạ. Ở đây là ở chung vậy đó. Ở chung chia nhau theo cộng đồng. Dạ đúng. Thưa cô, con đi qua bên kia nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ chú đây là rồi mở mà mở ấy cho chú xuống. Dạ. Rồi ở đó chú xuống đi. Rồi. Sao? Là, bà cụ thì ở bên kia hả con? Đó, đặt cái ghe đó đó chú, ghe đó đó. Dạ, lát chú, con. Chú ấy đi rồi đây đây. Ơi rồi sao rồi sao? Không. Cái ngoại nó mua rồi, kêu bà ngoại bánh lên mua vô. Bà mở ghe rằng qua đây tư, rằng qua đây luôn. Anh này là anh Hùng nữa hả? Dạ. À, em có nghe bạn của em nói về qua đây đi rồi, rồi. Anh Hùng. Đó Hùng ơi, ném cho anh lên Hùng ơi. Ôi dồi, đóng quá. Đó chú, bà ngoại ngồi bên mua bển đó chú. Dạ, để thăm anh Hùng về cái... Anh Hùng nghe nói anh Hùng bán cua hả? Dạ. Sao? Anh qua hay gì anh? Đúng. Dạ anh bước xuống đi. Dạ xuống. Bà ngoại đó chú, bà ngoại. Ngồi đâu anh Hùng? Dạ. Chú nhà ngồi hay ngồi đâu? Dạ vô trong anh. Dạ đi xuống đi anh bình thường không sao, anh đi bình thường đi. Cái này rớt xuống dưới là tiêu luôn. Tư ơi. Qua nắm cho anh này lên cái Tư. Đó anh bước xuống cầu thang nha. Leo lên xuống cầu thang đi bình thường đi, cầu thang không sao hết. Dạ, cứng lắm. Không chỉ anh mà bà ngoại bán không? À dạ. Đó bán ngoại đó. À bà cụ đó hả? nữa gặp bé nữa. Ây da. Thấy chú đó đi nó khóc có đòi á. Chắc có đòi rồi thấy không? Khóc chảy nước mắt luôn. Đó, bác qua thôi vỗ tay. Vỗ tay. Giỏi. Dạ, anh Hùng qua đây ngồi đi anh Hùng. Hôm nay thì đến thăm gia đình của mình cũng như là trao sữa cho các bé đó. Dạ. Thì tí xíu anh qua anh nhận giùm em nha. Dạ. Chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho mình, dạ, cho các bé. Dạ. Anh Hùng lần trước á thì em đến thì không có gặp anh mà chỉ gặp cô thôi. Dạ. Thì công việc hiện nay thì mình làm gì hả anh Hùng? Dạ em đi làm hồ ạ. À. Làm hồ hả? Dạ. Tại hôm nay em nghỉ rồi. Là... Anh Hùng là năm nay là bao nhiêu rồi ta? Dạ em 30. 30? Ờ. Anh Hùng là bé này là con đầu tiên của anh với chị luôn hả? Dạ con đầu tiên. Mà em nghe Lê Nguyễn và bạn của em á thì nói anh là bán cua, anh với chị bán cua. Dạ. Mà nghe sau này bán cua thì không biết gặp trắc trở như thế nào, chị ra đi sao anh có thể kể cho em nghe được không anh Hùng? Hai vợ chồng cũng không có cự lộn gì hết đó, rồi nói chung ra thì chắc vợ em thì đi làm rồi thì cũng là hai vợ em cũng không có về thăm em với nhỏ, rồi thấy gì cái em cũng điện em cũng nói rồi cái vợ em cũng không về rồi tới giờ luôn chứ không có gì hết. Vợ anh là quê ở đâu? Dạ quê Cà Mau. Cà Mau. Anh gặp vợ anh như thế nào? Đó em đi làm công trường thì em gặp vợ em bán hàng online. Dạ. Rồi gặp nhau. Ừ. Em nghe nói rằng là lúc đó thì anh với chị bán cua rất là đắt đúng không? Dạ cũng mấy cô mấy chú rồi ủng hộ em nhiều lắm. Nói chung là cũng ai thấy em đợt anh Phương vừa quay á thì cũng ủng hộ em nhiều lắm. Thấy ra cũng thấy mày bệnh nè, rồi cái cũng cho tiền, cũng nói chung là cũng có cho tiền nhiều, cũng lo cho này. Ừ. Dạ. Rồi sau này em bán cua được cũng thời gian rồi em cũng nghỉ, rồi vợ chồng em thì nói chung có tiền có chút đỉnh, cái vợ em đi làm này nọ rồi cũng không về thăm, rồi thấy gì em điện em cũng nói chuyện hơi lớn tiếng này nọ, cái vợ em cũng không về. Vợ anh đi làm ở đâu?
đó giờ em đi làm đâu em cũng không biết chỗ làm luôn, mà đi không về nhà đó. Rồi em nghĩ chắc vợ em đi ngoài có quen người khác hay sao, rồi em có điện em nói gì cái vợ em cũng không về luôn, cũng năm mấy cũng đâu về thăm này đâu. Ừ. Cũng không gọi điện thăm này luôn. Ừ. Thì thôi đó, em thấy duyên nợ hết thôi, em cũng ráng lo cho thằng nhóc với em. Ừ. Với mẹ bỏ rồi đâu bỏ. Ừ. Lúc bà chị bỏ đi thì bé bao nhiêu tuổi ha? Mới có hai tuổi mấy à. Chị biết bé bệnh không? Là biết rồi đó, hai vợ chồng cũng nghèo khổ cũng ráng lo cho này mà. Em muốn nghĩ sao bán cua được cái có tiền cái vợ em này, cái sau này nghỉ bán mới đi làm. Nhưng tại mà lúc bán đó cua, bán được thì tại sao anh với chị lại? Tại vì cái người ta thấy em bán được cái người ta ra, người ta tranh bán cua anh. Rồi đó em bán được Nguyễn Linh á. Dạ. Mới đầu của mình nên em bán à, sau này cái ra 4-5 người lặng đứng người này đầu kia chặn bán, rồi em bán không được nữa em mới nghỉ, thấy vợ chồng em nghỉ. Rồi đi làm thôi giờ này. Đi làm sao rồi giờ thấy đi làm cũng về, mấy ngày đầu đi làm cũng về, cái qua mấy ngày sau đi làm từ từ qua đi mà không về luôn, rồi cũng không điện hỏi thăm em, mà cũng không lo cho nhỏ, cũng không đưa tiền mua sủi cho này, cái mới điện em nghĩ em nói đi đâu mà không về lo cho con vậy, cái cũng không trả lời em, thì đi tới giờ luôn em điện không bắt máy luôn. Vẫn còn đổ chuông không? Dạ đổ chuông đó. À. Đi cũng chặn số em mấy lần á, sau này cái điện em thì em cũng nói không lo cho con, đi luôn chứ đừng có về, dạ em đi tới giờ luôn chỉ vậy thôi, chứ không có vợ chồng có cự lộn nữa. Lúc đó chị đi là chị có ôm tiền đi không hay sao anh? Cũng có mớ tiền rồi, cũng dành dụm lo cho này nè anh. Dạ. Thì em làm mình đưa cho vợ giữ, chứ em đâu có giữ đâu. À. Có như tiền đưa vợ giữ sau này lo cho con. Rồi đi tới giờ luôn thì tiền cũng vợ em giữ đó. Mà em cũng cần đó, nên nói chung là em chỉ cầu cho con này nó khỏe được rồi, với tiền bạc thôi. Hiện nay làm đi làm hồ? Dạ em đi làm hồ với ba. Ngày được bao nhiêu tiền anh? Ngày em được 320 em phụ. Ngày hôm nay anh nghỉ hay sao? Dạ ngày hôm nay em nghỉ, mệt em nghỉ. À. Tại vì em làm tối rồi về em còn vô trong chợ, ai kêu em chở cá được 200, chở mấy chuyến cho ta, giao cá dùm cho ta, rồi được 200 chứ, rồi em mới đi làm đêm nữa. Làm đêm cũng 2-3 ngày làm đấy, tại vì người ta có người ta mới kêu mình đi, còn có thôi ở nhà. Là có nghĩa là ban ngày anh làm, ngày tối anh làm. Dạ, nữa. Dạ. Tối làm kiếm thêm. Dạ kiếm tiền mua sữa ăn. Tại mình ở không cũng làm gì. Ờ, làm gì sức khỏe chịu nổi không ạ? Dạ cũng quen cũng được. Làm tới 12 giờ mình về, anh về giờ đó mình ngủ được, với mình nằm nhà đâu cũng đâu có ngủ ngơi gì đâu. Tại vì mình làm 5 giờ chiều mình về rồi 7-8 giờ tối mình ngoài làm mấy tiếng đồng hồ à, 3 tiếng đồng hồ. Ngày xưa anh là được cô sinh ra Campuchia hay đây? Dạ đó, mẹ em sinh em ở trong ở dưới miền Nam mình, ở dưới đây nha. An Giang. Dạ dạ. À thôi. Mẹ ơi nó đòi mẹ ơi. Thì lúc mà em hỏi thêm tí về gia đình của mình. Dạ. Thì lúc mà quen anh với chị là quen với nhau đúng không? Dạ. Thì xuống đây thì lúc đó thì chị có phân biệt giàu nghèo hay là như dạ thế nào không? Dạ không. Tại vì từ em cũng chắc vợ em thì nó thay đổi, chứ em nghĩ đi làm mà có quen người khác thôi, có tại vì có những người ta nó tốt hơn em, với người ta có khả năng lo cho vợ em, chắc vợ em đồng lòng người ta gì không biết. Mà nói chung ra em thấy điện thoại vợ em thì có những người nhắn tin kêu vợ bằng vợ, tại vì cái đợt bán cua là có những mấy ông anh mua cua đã cũng điện chọc vợ em rồi. Tại vì em thấy em cũng không có nói, nói chung là em cũng thấy nói sao em đi thương cái thằng nghèo khổ con bệnh em cũng đây, em cũng thấy cái điện thoại vợ em có mấy người anh mà mua cua, mấy anh mà trên mạng anh ta thì đó có số em số vợ em luôn, thì người ta điện số vợ em không à. Sao lúc đó anh không cho số anh? Dạ có luôn, em có cho số em mà không có điện em. Uh-huh. Đó, điện cho số vợ em không à, mua cua gì cũng vậy, điện đặt cua ấy. Mà đi giao cũng bắt vợ em đi giao nữa, chứ không phải em đi giao nữa. Đó. Thì em nghĩ chắc cũng cái lẽ đó nên vợ em đi không về luôn. Dạ. Năm mấy? Nó đi mấy năm nay chú ơi, 14 tuổi rồi, 4 năm rồi. Nó có nuôi đâu, vừa mổ ra xong rồi nó bỏ tôi nuôi tới giờ luôn. Cái áo nó còn không giặt cho nhỏ nữa chứ nên chung này ra cũng nhờ cô bác rồi giúp đỡ mới có lo, với hồi đó nằm bệnh viện tiền lắm, như đồng ba mà một ngày không là mấy triệu tiền thuốc của nó.
mà nằm mấy tháng trời tính ra đó, tính phí này ra không mấy trăm triệu, hai trăm mấy chục triệu. Đồng ba đâu có ai ủng hộ đâu, cũng mượn dây hỏi đầu này đầu kia lo cho nó không có đợt Nhi Đồng Hai anh Phương Dừa anh quay có anh Phương Dừa anh lên qua Nhi Đồng Hai mới thằng này nó bán cua mới gặp chú Phương Dừa đó chứ rồi chú đâu có biết đâu. Nói chung là đó cũng mấy anh nó cũng thương anh lại anh quay giúp đỡ em cũng nhiều lắm, rồi mấy cô chú đâu nói chung là rất em nói chung là thằng này đi lớn là chú cô chú người ta cho tiền không cho, nó sống được tới bây giờ để, chứ không phải lo cho thằng này nhờ cô bác không á thì cái tiền cho đâu mà để triệu, lo nó 500 vậy đó. Nói chung là mạnh thường quân người ta cho em gom lại cũng cho anh có dự định là sau này mình sẽ lập gia đình đúng không? Dạ, tại thấy này vậy sợ mấy người khác người ta không thương với em đâu bỏ nó được, rồi bây giờ là có vợ rồi mẹ em thì bà bệnh ung thư nó rồi đâu có ấy đâu đó. Em bởi đi làm xa thì không có này này khỏe mạnh em đi làm xa có tiền có thể khả năng lo được cho mẹ em với con em, mà nó bệnh gì với mẹ em bệnh nữa nên em đâu có dám đi đâu đâu. Dạ chú thử nghĩ đi, như cái thằng này gì vô dù nó có vợ đi, nó cũng phải có vợ nhưng mà ai nuôi nổi nó, đâu có người ngoài nào mà để chăm nó được không, chú thử nghĩ phải không? Bây giờ đồng bà con gái bây giờ nó đời nào mà nó nuôi những mấy thằng như vậy đâu, đành lẽ mà không biết nó có nuôi không nữa chứ chú thấy không, nó còn quánh đằng chết nữa chi. Cái thằng này với thằng này thấy bệnh đi bệnh viện hoài khả năng sợ không ai nuôi nó. Tôi nói thẳng chú luôn, tôi sống thì thằng này nó còn sống, nếu mà tôi có cái gì là thằng này là không sống muộn cũng chết, không ai nuôi nó được chứ. Anh Hùng là dự định ở tới này luôn hay là mình sau này mình có dự định về quê gì không anh? Dạ không, ở đây mình làm có tiền đồng ra đồng vô, còn ấy anh dưới quê em đâu có gì dưới đâu làm. Ở dưới quê thì người ta cũng có vài công ruộng đó, ta bỏ ta không đi Sài Gòn ta làm hết trơn. Mà dưới quê anh đâu có đất cát gì đâu ở. Anh sống hồi nhỏ lớn giờ cũng ở trên đây sống với ghe đi làm mướn người ta trên này. Anh thì có ước mướn gì không anh Hùng? Em ước thì chỉ ước cho con em nó lắp cái cần cổ lại với nó biết nói chuyện là được với em đâu, tại vì cái đợi nó mổ cái này cũng lâu rồi nó không biết mổ được, tại cái đầu nó ước muốn giờ cũng cho nó có tiền cho nó ăn no đủ đi thôi, mình nói đi chú ơi, mình đói khát cũng kệ mình đi, mình ăn nước mắm nó muối cũng vẫn được, chỉ có nó thôi cái gì cũng tiền hết trơn. Cháu lao mà kêu đứng xuống đi mua hai mấy chai nước suối rồi. Thế dạ thôi được rồi. Dạ được anh. Cô bác đừng kêu đã con uống rồi. Dạ, chú thử nghĩ cái gì nó cũng tiền hết trơn. Nào gà gạt nè, đó. Rồi, mọi thứ đều tiền hết à. Dạ tiền. Cái ở gì Sài Gòn tiền, này này tiền lắm. Tại chú thử nghĩ ở đây mua nước muối nè, cũng là mấy thùng. Đó. Rồi dây rồi hút phải nó phải có đồ đầy đủ cho nó. Rồi chú coi nè, dây hút nè, đó rồi lỡ chịch rồi cái là không có ba này rồi cũng chết nữa. Ba này chú coi nè. Dạ. Mua sợ này thì nó lớn quá hút không được, mua sợ này thì nó vừa. Đó. Cái này mình cho dây nhỏ. Đó, bao nhiêu cộng như thế này cô? Không biết nữa, ông mua nhiêu thùng nữa không? Một cộng nó mấy ngàn đó, 3 ngàn. Mua là 3 ngàn thùng đó. Hôm trước chị là em đến gặp cô là anh đi làm à? Dạ đi làm. Cũng có mấy chị rồi xuống cho mì rồi mà xuống nói gặp em khó, tại em đi làm em đâu có nghỉ đâu, xuống điện em gặp thì gặp hùng hoài mấy cô đó đó mà nó điện thoại em bắt máy thì có gì em kêu mẹ em đồ gì lên bờ đón á, tại mấy chị không biết á, rồi em đi làm em đâu có về được đâu, tại người ta không có cho về. Nè chú coi mà mua cái cục này không là 800 ngàn, cái cục này nè chú. Dạ. Cái cục mà mình để nó cúp điện cái mình kẹp vô bình nó phát ra điện sống hả chú. Dạ. Hút cái này nè đó chú coi thì còn cái xịt hôm nay may mắn không có hẹn mà lại được gặp anh Hùng. Dạ chú, tại em nghỉ nửa buổi á, tại sáng em đi làm rồi em về nửa buổi em đổ nước suối rồi cho mẹ em nè, hết nước cho con bé nó uống, em nghỉ nửa buổi với cũng mệt nghỉ tối nay đi làm tiếp. Dạ có chừng nào có người ta điện em chạy lại à, mình không có cần rồi đâu, như 8-9 giờ như những chỗ mà người ta cần cá cái người ta không ai chở, nhiều quá không ai chở người ta điện lên lại. Ổ năm chú ơi, chú ngồi này mà khổ dữ lắm. Vậy mà vợ lúc khó khăn thì cái bỏ đi luôn ha, gặp bé mà hút như thế này mình rất là dạ, đau lắm anh.
rất là nó sợ. Tại nó không biết nói và đau lắm, tại cái ống cò nó vô này cuốn họng á, mình thọc cái cây đó vô nhiều khi chảy máu luôn á. Trời ơi, chảy máu hoài, chảy máu hoài luôn á, nó giật ra rồi trúng ngay nó cái cò xước. Trời ơi, em lên cái trên YouTube em coi mà thứ mổ khí quản á, mà mổ tới mấy lớp ở trong á, nhét cái ống vô á, rồi cái co nó có một khúc gì à, mà cái ống mình đưa vô tới gần hút hơn cái ống đó mình mới hút được đó. Cái co mẹ lấy co nhanh thôi mà. Tôi nói với chú á, tôi không dồn tới đâu, tôi dồn tới là cảm thấy tôi bệnh về cái cần cổ của nó, dồn thấy là thấy nó cơ tụt tội quá. Sao mà em cảm thấy cái tương lai mình nó cứ bới tắc ở trong cái nhìn thấy nó. Chú nghĩ đi, nó bây giờ cục dây nó ló ra bao nhiêu rồi, nó cỡ hở có nhiêu đó, chú nhìn thấy không, nó hở ra rồi, rồi nó còn có nhiêu nè, nó còn nhiêu nè, nó còn từ khúc này ở đây đó nó nằm nha. Cái co đó là nhiêu con? Cái này thay dù năm trước có là 1,7 triệu. Nó tùy theo số anh. Cái này là nó 4.5 thì nó 1,7 triệu mấy, còn nó tới 5.0 thì nó 2 triệu mấy. Mà bao lâu mình thay một lần? 1 năm. Đúng 1 năm là mình cái này đúng ra thay rồi nè. Bữa hôm cha nó đi vô làm giấy tờ, nó không biết coi cái đầu đổi tôi vô, bác sĩ không cho đổi rồi mới xin đi về. Bác sĩ nói thôi đi về đi, chừng nào hết dịch thì ra cho bà nội vô chăm, bà nội làm giấy vô thay ống cho nó. Tại nó càng ngày càng lớn, cái đường thở nó càng lớn anh. Ngày đúng ra thay ống năm rồi, đầu năm mình nói chú trong năm đó. Năm nay chưa dịch với lại thấy đi sao bệnh viện nó thì không có bịt khẩu trang không gì, em sợ thấy nó tội nghiệp rồi, sợ lên bệnh viện bác sĩ cũng kêu thôi về đi qua đỡ dịch hết lên thai nó, bây giờ dịch xong rồi nó không có chịu, như nít người ta bịt khẩu trang gì nó thở cái này nữa anh đâu có đi. Mà mỗi lần đi cực lắm, anh xách đồ hết trơn đi lên xe vậy là bệnh viện, mà đâu phải mà ẩm nó không đâu, ba người đó, mà vô cho nên em đâu có ấy được. Một cái này rồi thêm một cái bình, cái bình xách thêm một cái bình bằng đầu đi, rồi xách cái xịt đó nó nặng bằng 2 bằng 3 cái này luôn nè. Ba người đi thì xách tấm vỉ. Sắp cái xịt nè con. Cái xịt trên này nè, cái xịt này nè chú, cái xịt xài qua điện 220 á. Nó mình biến qua bình á anh, rồi mình ra biến điện qua bao, hút cái đó. Kẹt vô bình chú, biến qua điện sống á. À. Nó nặng giường bao nè. Cái đó là cái ổn áp hả? Dạ, ổn áp á. Dạ. Tặng cho nó biến qua. Dạ, chú kẹt vô bình nó mới biến qua điện. Dạ. Trời ơi, nói đủ vật dụng hết trơn, thằng này đi đó, hả, rồi lớp nào lấy ấm, ui tùm lum luôn chú ơi. Ở đây mình nước đồ xài là nước cây của nhà trọ luôn. Dạ, mình thuê cái phòng nhà trọ anh em mình câu nước chứ câu điện xuống xài cho nó nè. Cô em ta đi mua nước cho anh hiểu uống. Dạ không, không được. con uống rồi, con mới uống vừa xong. Con ấy con xuống thăm gia đình mình, mai chắc mai mốt là con sẽ quay xuống được. Dạ, khoảng 5 giờ. Quá đi cái cầu đó mà chú đi vậy cũng được là quý lắm rồi đó. Trời ơi bấm mà chú nghĩ sao mấy đường âm con trai đi làm hết trơn rồi. Mà chỉ mình có tôi với cái bà đó đó. Rồi cây qua từ từ đóng lợi thí đừng đi vậy đó chú, có đường âm đâu đóng. Nếu mà nó chờ đi gỡ từ miếng cầu ra đi đóng mắc cũng mấy ngày đi làm rồi. Dạ. Chú nghĩ đi. Vậy đó. Anh Hùng có sức khỏe vẫn bình thường hết không? À. Dạ, cũng bình thường. Nói chung là cũng nó có bệnh như mình đó nữa chú. Bình thường gì đâu. Bệnh gì cũng biết bệnh gì đâu. Nó mua thuốc uống hoài. Dạ. Bệnh kỹ nữa rồi bệnh gì không biết đâu, nó có mua thuốc uống làm trong bao tử gì nó chấm. Nhưng mà anh Hùng ở đây quen thấy nó không có bị hôi đúng không? Từ nhỏ giờ anh ở chỗ này luôn đúng không? Dạ đây. Ở đây nên cái cảm nhận từ nhỏ nó đã quen rồi. Dạ. Chung mà đây không có quen đâu chú ơi. Em anh biết sao, dưới sông nước này nó thúi người ta thì ta chịu không nổi, người ta xuống chịu không nổi, nhưng mình sống quen rồi. Em cũng dám sợ con nít thôi, chứ mình lớn không sao hết đó. Em cũng bình thường à. Dưới gác trên bờ cái chỗ nhà mắm đồ đây nè, với người ta thải ra ba cái trên nhà trọ nhà cầu rồi chả nó thải ra nó hôi lắm. Không chịu không nổi luôn, cực chân đã mình ở đây gán chịu thôi chứ. Nó hôi dữ lắm, tôi nói chú. Nước rộng nó mới hôi, nước lớn anh đỡ á. Dạ. Nước rộng. Cái gì nó cũng thảy xuống sông này hết trơn. Nhiều khi chú ở vậy là ban đêm cái ba chó sình, heo sình đồ đó nó trâu vô kẻ ghe đồ nè. Nó thúi tới sáng đêm gì đó. Rồi cái chờ nước lớn mình lùa ra. Mà cái nhà trọ của mình là câu điện là mới đây thôi hả cô? Dạ. Điện với nước mà. 2 năm mấy rồi. 2 năm. Còn 2 năm trước là mình vẫn sử dụng là nước sông. Dạ nước sông không? Nước sông. Tắm ăn rửa nước sông hết. Không có. Cái mấy năm xà lan không biết không, xà lan nó ở dùng cô, trên cô mình không, dạ không, tôi nói xin xà lan. Dạ xin xà lan, tại vì đợt xà lan ở dưới Tăng Châu rồi ta lấy cát anh, ta lên cái người ta biết dưới ghe mình không có nước, người ta tới đây người ta kêu bơi ra xô bơi xuồng ra cái mình xin nước, rồi đó xài thùng á, gắn thùng. Hôm nay thì em đến đây thì thăm lại hoàn cảnh gia đình của mình,
mới cũng có duyên gặp được anh Hùng mà hiểu thêm cái hoàn cảnh của anh đó. Thì nói chung là không biết nói gì hơn, thì chỉ thay mặt cho chú Ken Vinh Trần để xuống đây hỗ trợ ít sữa với lại quà cho cô. Chắc có lẽ là dịp sau này con sẽ xuống hoàn cảnh gia đình của cô chú và các cô chú ở đây nữa. Dạ, hôm nay thì cũng con chúc cho cô với lại anh Hùng có sức khỏe dồi dào nha. Dạ, anh cũng vậy nha. Dạ. Cho mấy chú hết cũng sức khỏe hết, với mấy cô chú có sức khỏe đặng đi giúp đỡ cho những người khác nữa. Những người hoàn cảnh khó khăn thì cũng nhờ mấy chú không chứ có ai đâu đi giúp đỡ. Dạ, chắc con qua thăm bà cụ bên kia. Dạ, anh đi qua bè rồi anh đi cái cầu á anh xuống ra được. Dạ đúng rồi, với anh đi em tại này anh ra liên được tại nước lớn anh đi cũng được.